Rồi, Hoàng Chí Shop xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì bên mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc Exciter 150 vừa được shop mình đổ cái bi cầu xenon Hella lớp tím, với cấu hình cũng tương đối là phù hợp với những bạn mà kinh tế không được ok cho lắm. Thì đối với cấu hình này các bạn cũng đã đi rất là sáng và ok an toàn rồi. Các bạn có thể thấy là trên trước mắt các bạn là đây một chiếc Exciter 150 đang được bật đèn pha và cốt của Bihela lớp tím. Phải nói rằng là cho độ sáng rất là đã luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình đang ở kiếm một cái khu gọi là rất là tối luôn để mình test thực tế cho các bạn xem, tại vì là cũng lâu lắm rồi mà lâu nay vẫn chưa có một cái video nào để test thực tế cái ánh sáng cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ nhờ chủ xe bật giùm cho mình cái chế độ code đi. Các bạn có thấy đây là chế độ code của Bihela. Đây, mình sẽ quay cho các bạn. Đây là hình ảnh thực tế nha các bạn. Và đây chỉ có một cái đèn thôi. Đó là một cái đèn chính thôi. Các bạn thấy không? Chỉ có một cái đèn chính Hella ở trong ấy thôi mà cho độ sáng kinh khủng từ đó rồi. Đấy các bạn. Thì các bạn đã yêu cầu cái video test cái độ sáng thực tế rất là nhiều rồi. Hôm nay thì bên mình mới thực hiện được. Bởi vì là cái khu vực để xa thành phố mà có một cái khu vực mà tối như vậy, tối hẳn như vậy để mà test ánh sáng cho các bạn rất là khó, cho nên là mình phải đi rất là xa để mà mình test. Thì hôm nay mình làm một video thực tế. Đây là chế độ code của Bihela. Với cấu hình cũng tương đối rẻ. Ok, bây giờ mình sẽ nhờ chủ xe bật chế độ pha. Đây các bạn, đây là chế độ pha. Mình có thể zoom xa được rất là xa. Các bạn có thể quan sát rõ. Đây, các bạn có thể thấy rõ từng cái cỏ luôn. Có thể zoom xa được hơn nữa các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy là tại sao xenon được áp dụng trên ô tô? Bởi vì là cái độ sáng cho cái độ sáng nó rất là tỏa rộng và rất là đều, và cho cái tầm nhìn quan sát hồ giống như là ban ngày luôn. Các bạn thấy quan sát rõ. Mình đang trong một cái đường, một cái ngã ba rất là rộng, và cái chiều mà từ bên cái chòm sáng bên tay trái các bạn nhìn hết cỡ luôn, hết cỡ bên này này. Đó, hết cỡ bên này. Qua tới bên này nó nằm tầm khoảng 30 mét, nhưng mà rất vẫn thoải mái, rộng thênh thang luôn các bạn. Với cái đèn này thì các bạn có thể nói là đi xa với tốc độ khoảng tầm 80 đến 100 km/h vẫn ok và an toàn như là ban ngày các bạn. Bởi vì là cái tầm quan sát của các bạn có, và cái tầm đi của cái độ tốc độ của các bạn đi và cái tầm quan sát của bạn rất là rõ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt đi. Mình nhờ chủ xe tắt cái đèn pha đi để mình nhìn cái đèn dummy nha các bạn. Rồi tắt xuống, tắt luôn. Các bạn có thể quan sát rõ đây là cái dummy. Dummy của xe thì được mình trang bị cái dummy màu đỏ vào trong cái bi luôn. Các bạn hãy quan sát này. Đó. Các bạn thấy không? Xe chỉ bật có một mình cái bóng Hella thôi, thì mà đã cho được sáng như thế này rồi, chứ chưa nói là thêm tăng sáng trợ sáng gì nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vào tiến hành bật code. Rồi, nhờ chủ xe bật code đi. Đó, các bạn thấy là lúc mà nó kích lên nó rất là sáng, cực kỳ sáng luôn các bạn. Đó, sau khi mà sáng rồi, bật xuống code, có xuống code. Rồi, các bạn thấy là mình đang đứng ở vị trí này. Đang đứng ở vị trí này thì mình đang đứng đối diện đèn luôn. Nhưng mà Xenon thì có một cái đặc điểm, đó là khi các bạn đối không có gây chói mắt cho người đi đường khi các bạn bật chế độ code nha các bạn. Đó, mình đang đứng ở cái đây. Các bạn có thể quan sát cái đường cắt ở trên người mình. Đây, mình sẽ nhờ chủ xe quay ngược lại giùm. Bây giờ mình sẽ nhờ chủ xe đứng đây nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, cái đường cắt nó nằm ngang ở cái lưng quần như thế này, thì các bạn đứng đối diện đèn nó cũng không có gây chói mắt cho các bạn nha các bạn. Ok, bây giờ tại sao mình nói như vậy?
Bởi vì là các bạn thấy là khi mình đang đứng đối diện này, mình đang đứng đưa máy ảnh cho các bạn xem này, mình sẽ đưa máy ảnh thấp xuống ở cái vị trí là đường cót thì các bạn sẽ thấy nó lóa này. Đấy, đây là cái vị trí mà các bạn cảm nhận được cái độ lóa của đèn này. Còn mình đưa lên cao đó thì các bạn không hề bị chói mắt nha các bạn. Bi Xenon thì có một cái đặc điểm rất là hay, đó là không gây chói mắt cho người đối diện, và cho độ sáng thì rất là mạnh nhưng mà không có gây chói mắt cho người đối diện ở chế độ cót nha. Còn nếu chúng ta bật pha lên thì kể cả đèn gì đi nữa thì cũng phải gây chói mắt rồi. Các bạn hãy quan sát khi bật pha lên này. Đó, khi chủ xe bật pha lên thì các bạn đã thấy nó rất là chói rồi. Xuống cót đi, các bạn quan sát rõ. Đó, khi mà chúng ta bật pha lên thì nó rất là chói, nhưng mà ở cái chế độ cót thì không hề chói mắt khi mà chúng ta đứng đối diện. Đó là một cái điểm hay mà Xenon thiết kế ra. Cái bi Xenon cho chúng ta có cái đường cắt rất là tuyệt vời, và cũng như là không gây chói mắt cho người đối diện các bạn. Rất là giữ lịch sự, phép lịch sự khi mà chúng ta điều khiển đi vào ban đêm, và mà vẫn cho chúng ta cái độ quan sát rất là rộng và an toàn khi mà chúng ta đi tốc độ cao. Đó, đây chỉ là một cái cấu hình tương đối rẻ thôi chứ không mắc nha các bạn. Và còn những cái cấu hình khác nữa tùy theo các bạn chơi, và cũng tùy theo các bạn trang bị đồ như thế nào. Các bạn có thể quan sát là mình đây, để mà thực tế hơn thì mình nhờ chủ xe đi vào cái chòm sáng này, đi vào phía trước đi. Đây các bạn, đây là đấy, các bạn thấy không, cái đường cắt này này, cái đường cắt ngay lưng quần của chủ xe đó. Các bạn thấy là cái đường cắt đó là không bao giờ mình bị chói mắt, bởi vì khi nào mà anh chủ xe ngồi xuống gần đối diện cái đường cắt đó thì lúc đó mới chói đó. Cái mặt mình đưa vào vị trí đó nó mới chói, các bạn thấy không ạ, nó trắng xóa người luôn rồi. Ok, đứng dậy rồi, bây giờ mình xin phép bật pha cho các bạn xem từ xa, các bạn xem được cái chòm sáng của nó rất là kinh khủng đó. Pha đó các bạn, pha thì rất là chói, và phải nói là cái đèn không có cái đèn nào mà bật pha không chói nha các bạn. Đó, trừ những cái đèn thông minh thôi thì nó mới chói được thôi. Các bạn thấy là độ sáng rất là mạnh, và cho chúng ta là đi di chuyển trong tốc độ cao rất là an toàn. Bây giờ mình sẽ nhờ chủ xe chạy chở mình đi một vòng. Các bạn có thể quan sát trên cái mặt đường trong thành phố, trong cái khu tái định cư này cùng xem nhé. Mình cũng nói luôn là hiện tại cái đường này đang có chiều rộng khoảng tầm là 15m. Mặt đường này đang có chiều rộng khoảng tầm 15m thì các bạn cùng xem mình, cùng xem với mình là cái Xenon nó cho độ sáng như thế nào. Rồi bật cót xuống đi. Ok, mình đang ngồi sau lưng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi. Test cho các bạn cùng xem trong cái mặt điều kiện thời tiết là mặt đường khô ráo, không có mưa và không hề có đường rất là rộng và không hề có ánh sáng ở ngoài, thì cho độ sáng như thế nào. Các bạn có thể quan sát rõ là mình quan sát rõ đến từng đó, thì có xe đối diện phải quay đây rồi, các bạn thấy không, có thể nói là quan sát được rõ ràng trên mặt đường là bất kỳ hố voi ổ gà không, các bạn thấy không, chứ phía trước mình là đang có một ổ gà, đường rất là xấu. Quay lại đi rồi thì ok, thấy không ạ, chúng ta có thể kiểm soát được tình hình rất là tuyệt vời. Đó, các bạn thấy mình có thể quan sát được tầm nhìn xa khoảng tầm trên 100m. Đó, khi ở chế độ cót nha các bạn, mình đã chỉnh lại rồi. Đây các bạn thấy không ạ, đường thì đang rất là tối nhưng mà mình thì vẫn kiểm soát được tình hình khi mà mình có cái đèn này. Không có đèn này. Các bạn có thể quan sát là cái đường rất là rộng nha các bạn, đường rất là rộng luôn, đường ở đây là đường 36m, đây là cái đường 36m này, đang ở cái vùng bình thường của mình vậy nè. Đó, các bạn thấy không, rất là rộng luôn, nhưng mà sáng mặt trời đều trong mưa luôn. Đây mình sẽ đi qua cái đường có cái chiều rộng khoảng tầm 15m như lúc nãy mình nói này, đang thẳng tiến đây. Đó, ta quan sát rất là rõ ràng ở trên cái mặt đường này. Với một bộ đèn như thế này tầm giá khoảng tầm dưới 3 triệu thì các bạn có thể đi rất là an toàn, đi chơi, đi phượt vào ban đêm và tốc độ cao. Để phải
đó, và tốc độ cao thì các bạn đi rất an toàn. Đó, bây giờ mình đang bật pha ở cung đường thẳng, nó là chạy hết, chạy đồng hết đường luôn các bạn. Các bạn đây thấy là cái đường thẳng luôn nè, các bạn thấy là nó loại nguyên con đường luôn, rất là rõ ràng. Đó, đang là pha này, các bạn cốt xuống nè, đó cốt này pha lên. Đó, các bạn thấy là khi bật pha lên thì phía trước là tầm 500m, các bạn có thể quan sát rõ luôn. Đó, mình đây là mình làm cái video thực tế cho các bạn xem, bởi vì là đó, đây là một con đường thẳng các bạn nè, xe ở cách chúng ta khoảng tầm 100m chúng ta vẫn thấy rõ, rất là rõ ràng. Anh này đang đi đây vậy luôn. Đã quay video mà đi đây đường chết mẹ rồi. Đó, thấy không? Các bạn quan sát là mình rất là rõ luôn. Đó. Mình đang đi vòng ở trong khu tái định cư này để cho các bạn cùng xem cái điều kiện test ánh sáng như thế nào. Đó là không có hề có một bóng đèn điện đường ở đây các bạn nha. Rất là tối luôn. Các bạn bây giờ mình sẽ tắt đèn này nè. Các bạn thấy không? Rất là tối luôn, tối đen thui luôn. Rồi bật đèn lên. Khi chúng ta bật đèn lên thì ánh sáng cho ra cái độ sáng là rất là tuyệt vời. Ok, cái video này là video mà các bạn mong chờ từ rất là lâu rồi. Thì hôm nay mình mới có điều kiện để mình ra mình test ánh sáng cho các bạn xem. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn một bộ đèn Hella lớp tím dành cho chiếc Exeter 150 và cái video test độ sáng thực tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy video bổ ích, cũng như là các bạn muốn có nhu cầu lên xin ông cho chiếc Exeter 150 này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cho mình qua số điện thoại trên góc màn hình nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn nút đăng ký bên dưới, cũng như là like và share cho mọi người cùng biết nhé. Rồi thân ái chào tạm biệt anh em.